Xin kính chào toàn thể quý khán giả. Bích Phượng rất vui khi mà đã biết được là 3 trong 6 thằng khủng bố ở Đắk Lắk chúng nó đã bị bắt. Mình rất lo lắng là còn 3 thằng nữa thì không biết chúng nó đã trốn thoát sang các cái đường mòn của Campuchia hay chưa. Nhưng mà mình nghĩ thì chắc là cũng khó thoát, bởi vì bây giờ tất cả các lực lượng đang truy nã, đang tìm kiếm 3 thằng còn lại là ghê lắm, thì chưa chắc chúng nó đã thoát được đó. Đây là hậu quả của những cái đứa mà ngu dốt đã nghe những cái lời dụ dỗ của cái đám khủng bố mà cầm đầu là cái đám lưu vong sống bên Mỹ đó. Chúng nó tung cho ít tiền và những cái lời hứa hẹn ngon ngọt, cuối cùng phải trốn chui trốn lủi. Mê trong những cái lúc này nè, nắng mưa mưa gió đêm hôm này, nằm mũi chích nè, rồi đói nè, thì mới hiểu được rằng là ngu. Nghe những cái đám chúng nó xúi dục để hôm nay phải ra cái nông nỗi như thế này. Đây là tất cả là những cái bánh vẽ của những cái thằng mà đang lưu vong mà đi xúi dục về cái đất nước Việt Nam chúng ta đó. Nó cho chúng cái tụi này một cái bánh vẽ là có một cái thiên đường để chứa chấp chúng nó sang, và tiền bạc là xài sung sướng. Bây giờ mới thấy là mình sai và mình ngu rồi, đúng không? Nhưng mà tất cả thì cũng đã muộn rồi. Thế khi mà hối hận thì không kịp nữa. Đây là cũng là những cái lời cảnh tỉnh cho những cái đứa đang và còn những cái suy nghĩ nuôi cái mộng như vậy nữa. Các bạn biết không? Như mình tham gia ở trên mạng xã hội này nhiều năm, mình cũng đi vào các cái trang mạng của cái đám phản động nó lập, mình đi vào đó mình theo dõi, mình xem nó chúng nó thì hầu như là chúng nó có những cái tư tưởng để chống phá Việt Nam đến cùng. Khi chúng nó đẻ một đứa con ra mà được mấy tháng tuổi là chúng nó đã mặc vào người con nó, quấn trên đầu con nó những cái khăn và những cái áo sọc cờ vàng ba sọc, chúng nó nhồi nhét vào đầu con cháu chúng nó từ cái lúc mới sanh ra là phải phục quốc đó, phải đòi lại miền Nam. Mà các bạn thì cũng đã biết, Phượng thì cũng nói nhiều rồi, nhưng mà Bích Phượng cần phải nói nữa, bởi vì mình muốn lời nói của mình và các anh em khác phải tràn lan ở trên mạng xã hội này để phủ lấp đi những cái luận điệu xuyên tạc của chúng nó. Bởi vì chúng nó hàng ngày hàng đêm rao rãng xuyên tạc ở trên các trang mạng mà, thì mình cũng rảnh rỗi giờ nào và mình biết được cái gì thì mình cũng phải đáp trả chúng nó và nói cho chúng nó biết, để bẻ lại cái luận điệu xuyên tạc xảo láo của chúng nó. Thì đó, các bạn thấy nó cứ xúi dục con nó từ cái lúc mà mới lọt lòng ra. Như chúng ta thì sanh con ra biết lớn lên mà biết cấp sách đến trường á, thì cũng như nhà trường với chúng ta, có ai chúng ta dạy hận thù đâu, có ai dạy là ngụy hay là gì nữa đâu. Nó cái thời chiến tranh đã qua đi, bây giờ tất cả là chúng ta chỉ lo làm ăn phát triển kinh tế và tương lai, cũng muốn con cháu chúng ta là học cao hiểu rộng để có một cái bằng sau này phục vụ cho bản thân và phục vụ cho đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh. Chứ có ai xúi con là đi hận thù hoặc là đi chém giết hoặc là đi phá phách hay là đi ném bom khủng bố đâu, như cái chúng nó đâu các bạn đó ấy. Thế nhưng mà chúng nó suốt ngày chúng nó xúi con xúi cháu chúng nó từ lúc mới đẻ ra đã là như vậy rồi đó. Rất là nguy hiểm, cái này rất là nguy hiểm. Vì một bên là con cháu chúng ta thì không bao giờ để ý đến những cái chuyện này, còn chúng nó thì suốt ngày xúi con chúng nó để ý về cái hận thù. Thì về cái tương lai sau này thì mình cũng không biết như thế nào, nhưng mà mình thấy thật sự là đôi khi cái lớp trẻ của con cháu Việt Nam chúng ta đó, những người chân chính thì người ta rất thờ ơ, cũng không có để ý đến những cái chuyện mà phản động hay là gì mấy đâu. Nhưng mà cái đám của chúng nó đó thì rất là nguy hiểm, lúc nào nó cũng xúi con cháu chúng nó để chống phá, để phục quốc, phục lại cái gì, cái lá cờ vàng ba sọc. Mà cái lá cờ vàng ba sọc đó thì là từ cái thời mà vua Thành Thái, xong rồi sau này nữa là vua Bảo Đại. Thì như mình được biết cái là những cái lá cờ này là những cái lá cờ đã bị phế truất, bởi vì những cái lá cờ này là cái lá cờ
phản quốc, những cái lá cờ mà ăn bám, mà cái lá cờ mà không để làm chủ được mình mà chuyên môn để người khác nắm đầu sai khiến đó. Thì chính những cái điều này thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã mạnh dạn, đã anh hùng đứng lên để giải phóng được hết những cái ách lô lệ này, gông cùm lô lệ này, từ thời Pháp, thời Nhật, thời Mỹ, nói chung là từ các thời xa xưa cho đến nay, chỉ có Đảng Cộng sản duy nhất là người có thể giải tán, có thể giải phóng được tất cả. Cho nên hôm nay chúng ta chỉ biết được cái lá cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, cờ đỏ sao vàng, là lá cờ chính nghĩa, là lá cờ của nước Việt Nam. Chứ còn những cái lá cờ từ trước đó là không còn giá trị nữa. Vì vậy chúng nó rất là ngu, chúng nó chỉ có muốn khôi phục lại những cái ăn bám của chúng nó thôi. Chúng nó không có một cái tư duy làm chủ, mà cái tư duy của chúng nó là tư duy lô lệ và ôm liếm về ngoại bang đó, ôm chân lô lệ để liếm về ngoại bang. Đó là cái tư tưởng của chúng nó, chúng nó muốn phục lại cái đó đó. Các bạn cũng đã thấy đó. Chúng nó chỉ là cái gì? Ngu ngốc, một cái sự ngu ngốc. Nghe lời tuyên truyền như giờ Bích Phượng hàng ngày thấy thằng Thái Bá Tân, rồi hả những cái thằng Bentley Chương Chột, rồi tất cả những cái đám nó mở những cái diễn đàn ra, nó ngồi đó, nó lên đó, nó xúi dục, nó kêu gọi những cái đám mà hay ăn mà làm biếng làm ở bên đây nè, nó cho vài cái đô lẻ mà nhiều đứa, cái lớp trẻ bây giờ á thì cứ nghĩ rằng là chắc là Việt Kiều giàu lắm, ở bên Mỹ chắc giàu lắm đó, cái tư tưởng đó đó, lên hay nghe theo cái lời Việt Kiều, cái đám mà chống cộng ở bên Việt Kiều ở bên Mỹ đó. Nhưng mà thật sự ra mà biết được cái đám này á, nó nhục lắm. Nó hàng ngày nó vác cái cờ vàng đi, nó đi kêu gọi ở bên những cái xóm mà của những cái người mà Việt Nam chúng ta đó, đang sống, đang buôn bán á. Nó đến nhà người ta, nó ngồi lì đó, nó đòi, nó mang cái thùng đi để nó kêu gọi cái quyên góp cái tiền để phục quốc. Nhiều người người ta đang buôn bán, người ta không có muốn dính líu đến, người ta không có muốn dính líu đến mấy cái chuyện mà chống phá này. Người ta lo làm ăn chứ người ta không có rảnh rỗi như cái đám mà suốt ngày đi kêu gọi tiền từ thiện này, kêu gọi quyên góp này. Nó kêu gọi được 10 đồng á, thì có thể là nó cho cái bọn mà chống phá 1 đồng 2 đồng lô lẻ thôi, còn bao nhiêu là để chúng nó ăn, chúng nó ngồi chúng nó ăn kêu gọi. Mà ở bên đó thì người ta cũng biết thừa đó, người ta không đóng thì nó cứ ngồi đó ăn vạ, nó ngồi lì đó các bạn, y như cái đám mà ăn mày mà đuổi không đi á, người ta muốn đưa cho nó mấy đồng để nó biến đi, để cho lấy chỗ người ta buôn bán vậy thôi. Chứ còn người ta cũng biết chúng nó thừa quá là chúng người ta cũng đâu có nghe lời chúng nó, người ta cũng đâu có muốn dính líu nó chúng nó đâu, nó nhục lắm. Nhưng mà mình buồn cái là sao ở Việt Nam á, nhiều cái tỉnh thành á vẫn mặc cái đồ ngụy tràn lan. Chúng có cái hội nhóm là yêu đồ ngụy đó, thấy chúng nó vẫn mặc đồ ngụy, nó lên mạng nó múa mang đó thấy rất là ngứa mắt. Nhưng mà những cái chính quyền nơi của cái bọn này nè thì không biết họ có quan tâm đến không. Chứ còn mình thấy là chúng nó mang trên này thì cái mạng xã hội người ta lan truyền mà, thì không lẽ là những cái người mà cai quản ở cái địa phương đó thì lại không biết. Phải dập tắt, không cho chúng nó le lói. Các bạn biết đó, cái hôm mà xảy ra cái vụ mà chuyến bay giải cứu đó, xử cái đám giặc tham nhũng đó đó, thì mình cũng nghĩ mình rất là bức xúc. Những cái đám giặc này, chúng nó leo cao và luồn sâu, làm đến những cái chức vụ này, cái chức vụ kia, nhưng mà lại không phụng sự được cho đất nước, mà chỉ là bám vào đó là để rút rỉa tiền. Mà đã là hại dân hại nước thì chỉ có giặc. Chúng nó sau này chúng nó ra mãn tù, chúng nó cũng sẽ nhục lắm, nhục với hàng xóm lắm, nhục với mọi người lắm. Nhưng mà thật sự với các bạn là đa số những cái đứa đó mà nó dính vào những cái vòng lao lý đó thì ít khi nào nó nhận về cái bản thân của nó là mình sai. Mà nhiều đứa nó về đó, nó còn lại bắt tay lại với lại cái đám ngụy tàn dư đó,
Bởi vì cái đám Ngụy Tàng Dư thì các bạn biết rồi đó, nó chuyên môn nó lôi kéo những cái đám tuột xích này nè, nó toàn là lôi kéo những mà cái rác thải mà Việt Nam chúng ta thải dục ra thì chúng nó lượm về, chúng nó tái chế, chúng nó xài lại. Chẳng hạn như thằng Lê Chí Thành đó, thằng ở Đồng Nai đó, cũng thằng công an tuột xích đó, ra rồi toàn là chống phá đất nước, rồi quậy phá công an đang làm nhiệm vụ giao thông, nên vừa rồi nó bị bắt rồi đó. Nhưng mà cái hình avatar của nó đó, trên cái fanpage của nó, trên các cái kênh YouTube nó vẫn để rồi mặc sắc phục của công an đó, để nó muốn bôi nhọ cái ngành công an. Sao công an làm gì có những cái loại như chúng nó không biết nhục là gì hết. Tụi này mặt nó dày lắm, hình như theo ba que đứa nào mặt nó cũng dày như nhau vậy đó. Cũng cái được cái đà này á, mấy ngày nay chúng nó đi vào các đấu trường, chúng nó đi vào các ấy, nói là Đảng Cộng sản Việt Nam là dung dưỡng cho những cái đám này là tàn phá, ăn tàn phá, phá hại đất nước là do ai để cho chúng nó như vậy. Nếu như thật sự có người dung dưỡng mà để như vậy mà không bắt ra, không đưa ra pháp luật, không đứng trước vành móng ngựa, thì liệu chúng nó có biết không? Làm sao chúng nó biết được? Kể cả tôi cũng không biết, kể cả tất cả các người dân cũng không, làm sao biết được. Đây là chỉ có những cái người mà cấp cao hơn nữa, khi người ta phân công nhiệm vụ cho những người này nè, giao cho những người này làm nè, cái chủ trương của nhà nước là đúng, nhưng cái thi hành của cái cấp dưới thường thường là hay vì tiền nó làm sai. Thế nhưng mà khi mà nó làm sai thì còn có cấp trên quản lý chúng nó, biết chúng nó, phát hiện ra chúng nó, mới lôi đầu chúng nó ra ánh sáng, thì nhân dân mới biết, đúng không? Thật sự mỗi lần mà đất nước ta mà có những cái đám giặc tham nhũng này nè, thì Phượng thấy rất là thương bác Trọng. Trong các cái cuộc họp á, bác từng nói mà, người nào không làm được thì đứng sang một bên cho người khác làm. Bác hy vọng rằng không thiếu cán bộ để làm. Nhưng chúng nó có đâu các bạn, chúng nó đã leo cao chui sâu, là cái mục đích của chúng nó phục vụ đất nước là ít, mà tìm cách moi tiền bỏ vào túi thì là nhiều. Khi các bạn biết ra cái gia thế nhà chúng nó có đứa nào khổ sở, có đứa nào nghèo đâu các bạn, toàn là gia thế khủng không. Thằng gì Phạm Trung Kiên, cái thằng gì đó, thằng chỉ có thằng đó là tử hình, bởi thằng đó là với biệt danh là vua đớp, mấy chục tỷ. Chúng nó khốn nạn không các bạn, khi những người dân trong cận kề cái sinh tử, cái chết, dịch bệnh, nhà nước chúng ta đó rất là nhân đạo. Đã mang những cái chuyến bay giải cứu đó về những cái người mà dân nước ta ở các nước, còn đang ở các nước, mang về Việt Nam, không bỏ sót một ai. Thế nhưng mà cái đám này nó lợi dụng, nó làm xấu cái hình ảnh đất nước của chúng ta. Tôi rất buồn vì chúng mang tiếng cho xa sang các nước ngoài nữa. Mình thì mình không biết là ở thế giới người ta tham nhũng như thế nào, người ta làm sao, mình thì mình không quan tâm mấy về cái thời sự của đất nước khác. Nhưng mà mình thấy đất nước của mình nó như vậy đó, nó rất là mang tiếng, nó mang tiếng với một đất nước, nó xấu hổ, nó mắc cỡ lắm chứ các nước khác đó. Người ta nhìn vào, người ta đánh giá một con sâu làm rầu nồi canh. Rất thương cho bác Trọng, bác hàng ngày nỗ lực lo cho dân, lo cho nước, nhưng mà đâu đó có một cái nhóm này. Còn cái vụ Việt Á nữa các bạn, cái vụ mà kiếp test gì nữa chưa xử nữa, những cái bọn này chúng nó mới chính là những cái con Covid độc ác nhất, chứ không có con Covid nào độc ác bằng những cái con Covid này. Mình hận lắm, cũng phải chỉ vì chúng nó thôi mà làm tai tiếng cho đất nước chúng ta, để làm cho cái đám chúng nó là xuyên tạc về đất nước chúng ta, cái đám ba que nó xuyên tạc về đất nước chúng ta.
Nhưng cái đám xuyên tạc đó đó thì chúng nó cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi, đời của chúng nó cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi. Chống phá xúi dục thì cũng vào tù. Nó ghét Bích Phượng lắm. Mỗi lần mà Bích Phượng tranh luận với chúng nó ở đâu á, Bích Phượng chỉ nói một câu: đất nước Việt Nam là một đất nước có chủ quyền độc lập, được các thế giới công nhận. Nhưng mà nó, mỗi lần nó nghe đến là nó tức, nó không chịu. Ừ, nó chuyên môn nói là cái gì miền Bắc xâm lược miền Nam đó, ăn cướp miền Nam đó. Cái luận điệu của nó là ngu dốt như vậy đó các bạn. Mình đã nói là đất nước Việt Nam là một mà. Từ thời Ngô Đình Diệm đã chia cắt đất nước của chúng ta đó. Mình nói thật với các bạn chứ mình không muốn nói đến cái chuyện mà đạo đâu, nói đến là mất công mà nó nhạy cảm lắm. Nhưng mà thật sự ra đó, cái nguyên nhân chính của nó cũng chỉ vì là cái đạo mà ra thôi. Các bạn còn nhớ cái thời xưa con Trần Lệ Xuân không? Nó đã cấm không cho đạo Phật được phát triển mà bắt phải theo đạo Công giáo hết. Chỉ như vậy mà thầy gì Thích Quảng Đức đó đã tự thiêu đó để chống đối. Chúng ta tìm hiểu thì chúng ta cũng sẽ biết nguyên nhân của nó chắc là vậy thôi. Cho nên thời đó đó, anh em nhà thằng Diệm đó, nó mới làm mưa làm gió, con Trần Lệ Xuân nó mới làm mưa làm gió ở cái miền Nam này. Cái tư duy của chúng ta là cái tư duy lô lệ. Nó không muốn cái người Việt Nam làm chủ đất nước Việt Nam, mà nó chỉ muốn cho thằng nước ngoài nhảy vào để cầm đầu, để đè đầu cưỡi cổ nhân dân chúng ta, đất nước chúng ta, như bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Thì các nước khác muốn đến đây ký kết làm ăn phải bắt tay với Việt Nam chúng ta, có sự đồng ý của lãnh đạo nước chúng ta. Làm ăn đôi bên cùng có lợi, hận thù, chiến tranh khép lại, bây giờ lo kinh tế lo làm ăn. Chứ không phải là cái tư duy như cái đám kia, là muốn đất nước của chúng ta là phải người khác đến làm chủ. Mỗi lần nói đến đây là tức lắm, tức cái tụi này lắm. Cho nên đó hả, trời cao có mắt đó, đất nước Việt Nam là linh thiêng lắm. Còn bao nhiêu các cái vong hồn của các chiến sĩ liệt sĩ đã đổ máu xuống đây để bảo vệ đất nước chúng ta, để giành lại đất nước chúng ta độc lập. Cho nên cái đám của chúng nó đó, có bước chân sang đây chống phá xâm lược đó, thì đều bị bại lộ hết, thân tàn ma dại hết. Chỉ tiếc cho những đứa nào ngu si mà không bao giờ có một cái đầu óc tỉnh táo ra. Đã hàng bao nhiêu vụ từ xưa đến nay xảy ra rồi, có một cái đám nào được thoát đâu, đám nào chót lọt đâu. Giết người ném bom mà được chót lọt đâu. Chế tạo bom xăng lém đó, ngày 11 tháng 6 năm 2018 đó, có đứa nào bị thoát đâu, có đứa nào được thoát đâu, đều bị bắt hết mà. Đây là một cái lời cảnh tỉnh cho tất cả những cái đứa nào muốn đi theo cái vết xe đổ của cái đám khủng bố ở Đắk Lắk, và tất cả những cái đám khủng bố chống phá đất nước Việt Nam, nghe lời cái đám bất dạy, cái đám mà tụt quần ở bên Cali nó xúi, thì đều nhận hậu quả hết. Tôi nhắc lại, Việt Nam là một đất nước có chủ quyền độc lập, được thế giới công nhận. Bất cứ người nào chống phá chính quyền nhân dân, lật đổ đất nước Việt Nam là vi phạm pháp luật, vi phạm chủ quyền. Tất cả những người đó đều phải xử trước pháp luật,